Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slime. Và công tình mình đi khám phá dưới này cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Trước mặt mình là một cái pháo đài địa ngục hay sao đó. Mình sẽ vô trong này để kiếm một chút đồ ha. Hình như những cái hoa chorus ở đây nó tự mọc hay sao á. Tự nhiên nó ở đâu đây? Đâu xuất hiện từ đây một cái hoa rồi? Ui, ảo nha. Lạ thiệt chứ. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá cái pháo đài địa ngục thôi. Đấy, bước vô luôn, tới công chuyện luôn. Không biết trong pháo đài địa ngục có những anh xương đen hay không? Chưa thấy ảnh nhưng mà mình thấy cái rương rồi. Có lý. Yes, 2 viên kim cương. Mới vô mà đã hên như vậy rồi. Bữa nay là ngày của mình rồi. Đường đầu tiên mở đã ra kim cương rồi ha. Mình sẽ đi qua đây thử coi còn đường không. Hình như vẫn còn đường nè. Còn đường là còn có thể có rương. Đấy. Ui, nhưng mà rương này thì chỉ cho vàng thôi. Kệ cũng được. Có được không? Rồi tới gương tiếp theo. Vẫn là vàng. Giờ tuyệt vời hơn nếu như cho mình kim cương. Ôi hết rồi. Được 2 cái rương cái bên nhưng mà không rương nào cho kim cương hết. Hơi đáng tiếc một xíu. Giờ thì mình sẽ đổi hướng đi sâu xuống phía dưới hơn. Mình thấy bên đây nó còn đường nè. Dưới này thì chắc là sẽ có búa địa ngục. Được. Mình lấy búa địa ngục về mình nấu thuốc. Cái này rất là cần về sau á nha. Nên mình sẽ lấy nhiều một xíu. Với lại ít cát linh hồn. Lấy sạch bách luôn. Chừa một cục để đi lên thôi. Rồi. Lượm hết búa. Xong. Ở phía sau này có rương không? Đây có rương nè. Sao cái pháo đại địa ngục này mình thấy hên thiệt luôn á. Mình thấy cả đống rương luôn. Nhưng mà rương nó không cho đồ xịn thôi. Kệ, đồ free mà. Cũng không có đòi hỏi được nhiều. Vào đây coi. Bên đây mà có rương nữa là mình thấy bó tay với cái pháo đài này luôn á. Ủa, bên đây có con khối nhung nham. Đó, mình dùng kiếm mình đánh khá là mạnh ha. Đánh lan mà. Rồi có rương thiệt luôn nè. Mình bắt đầu sợ cái pháo đài này rồi đó. Gì đâu mà nhiều rương thật sự luôn. Làm mình thích muốn chết à. Nếu mà hướng này đã xong rồi, mình sẽ đi về hướng đối diện của cái cầu hang nè. Coi coi bên đây thì sao. Hồi nãy giờ thì mình chưa thấy anh xương đen nữa hết nha. Ui, ở đây quá trời ngã ba ngã tư luôn mà sao không có rương ta. Không thấy anh xương đen nào luôn. Mình muốn đánh nhau với ảnh để kiếm cái đầu xương đen á. Này có rương đó nè. Ngon, 2 kim cương nữa là nãy giờ mình lượm được 4 kim cương rồi. Trong một cái pháo đài mà được 4 viên kim cương là nhiều lắm rồi đó. Lại thêm một cái đường đi khác nữa. Được với ta. Cái pháo đài này hơi bị nhiều đường đi với rương luôn á. Bây giờ mình sẽ đi sâu xuống dưới nữa nè. Ngày càng sâu xuống dưới để coi. Có rương nữa. Ui, rương này rương vàng rồi. Quá trời vàng luôn. Phải chứ giờ mình gặp được một anh xương đen, mình đánh thử coi mình có học được kỹ năng mới nào hay không. Tại vì trong số kỹ năng hổm rài mình học á, mà mình hấp thụ được thì không có kỹ năng nào mà thiên về phòng thủ hết. Nó cho chỉ có những kỹ năng thiên về khống chế là nhiều à. Mình thì đang muốn có những cái kỹ năng cho phép mình phòng thủ tốt ấy. Để nhỡ mà mình gặp những cái con mà mạnh thì mình còn chống cự lại. Chứ không thôi là sắp mặt liền. Rồi giờ mình sẽ đổi hướng. Ui, cái này đi lên không được. Ồ, cái này có đường lên nè. Để mình bắn tơ lên. Rồi đu lên. Có đường đi không? Đây, trên đây có đường đi. Rồi. Từ từ. Nhanh 1 phút là lọt lava liền. Kìa, mình thấy trên kia có một anh xương đen kìa. Đây rồi. Đu tơ lên. Ê. Ui. Ăn tao. Đu, nhanh chi. Lọt rồi. Bây giờ mình phải cẩn thận bắn lên trên kia. Đâu không? Ui, han luôn hả? Hơi thở tê liệt. Yes. Ngon. Ui. What?
Cái gì? Mình đánh hai anh rơi ra hai cái đầu luôn. Thiệt luôn hả? Không, mình không nhìn nhầm rồi. Mình đánh hai anh rơi ra hai cái đầu xương đen. Áo rồi, áo game rồi. Cái gì vậy? Nè, một cái đầu nữa nè. Xương đen trong đây mình đánh một phát là ra đầu luôn. Hay là tại nhân phẩm mình cao ta? Áo thiệt á, lần đầu mình farm được ba cái đầu liên tục như vậy. Thử đánh anh hai này nữa coi. Đã thiệt. Nè. Cứ mình đánh một anh là cho mình một cái đầu à. Chiến này thì có 5 cái đầu xương đen rồi là có thể đánh được boss Wither luôn rồi đó. Dư sức đánh boss rồi. Nhưng mà sức mạnh hiện tại của mình thì mình chưa tự tin lắm. Ồ, ở đây nó còn rương nè, không biết mình loot chưa thôi. Để mình xuống mình kiểm tra thử. Mình bắn một cụm cộng tơ ở đây, mình xuống dưới. À, cái rương này mình chưa loot. Ui ui ui, quỳ lửa. À, con này quỳ lửa ha, quỳ lửa. Tê liệt đi. Rồi xong. Và mình vừa học được một kỹ năng mới kìa. Tên là Combustion ha. Mình sẽ tìm coi nó nằm ở đâu. Nè, Combustion, nó có hai cái luôn nè. Combustion Fire Spring. Gắn vô test thử. Ủa, cái này là on hả? À, cái này là bật tắt. Còn cái này có gắn vô được không? Đây. Cái Combustion thì có thể gắn vô được ha. Để mình đi thêm. Wow. Cái nội tại Fire Spring á, tức là mình chạy ra lửa. Đã thiệt. Mình đi ra lửa nè. Xịn chưa. Và mình còn có thể kháng lửa nữa. Vậy là bây giờ mình học được một cái kỹ năng rất là mạnh rồi. Ngon ngon nha. Bây giờ thì mình sẽ test thử kỹ năng từ bắn. Úi, mình quên gắn kỹ năng bắn tơ rồi. Mình sẽ test thử kỹ năng Combustion coi nó là công dụng làm gì ha. Úi, sao mình dùng không được ta? Hình như là Combustion là mình sẽ đặt lửa vào những cái mình ấn chuột phải ha. Đúng không? Ủa, mình có gắn vô chứ nhờ? Hình như mình gắn vô rồi mà. Combustion, mình gắn vào đây coi. Cái này hình như không ấy được. Combustion mình xem á là nó tiêu thụ 20 cái ma lực á, và mình có thể kiểu như là chuột phải vào là tạo ra lửa vô cái khói đó. Mà đây mình dùng không được. Lạ thiệt, nhưng mà không sao, nó cho mình một cái nội tại là chạy ra lửa cũng như là kháng lửa là mình thấy rất là ok rồi. Để bây giờ mình sẽ gắn thêm một kỹ năng cho phép mình bắn tơ cái đã. Tại vì có bắn tơ thì mình mới di chuyển dễ dàng được. Phải. Rồi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi khám phá. Hy vọng là mình sẽ gặp được cái base luôn ha. Mình kiếm một chút cái netherite mình mang về làm giáp coi. Ok. Tiếp tục đi tìm công trình thôi. Cháy lên đi ngọn lửa ta ơi. Cháy lên đi. Con nhân ba bây giờ nó bất lực lắm rồi. Nó kiểu nó muốn quýnh mình mà nó quýnh không được á. Thì cho người chết cháy. Ngọn lửa từ cái skill mình mới học nè. Ui nhưng mà vô làng hả? À, thôi. Tém lại. Kỹ năng của mình đâu rồi? Ui. Rồi nó bắn bể cái mũ mình rồi. Cái con này. Cái con này khốn kiếp thiệt. Nó làm mình bể mũ rồi. Ây da. Mình sẽ tắt Phantom Step đi. Mình gắn hơi thở tê liệt cho. Thiệt luôn á. Cái set đồ người ta nãy giờ không hư. Bắn cái bể cái mũ luôn. Khốn kiếp ghê. Ủa sao trong làng lúc nào cũng có cái nhà này mà có cái lò hả ta? Cái lò mà. Úi. Sao mấy bác dân làng tâm lý nhờ. Biết mình đang hư cái mũ cho mình cái mũ.
Đúng kiểu thời. Chơi 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 chơi. Ui bây giờ mình vô làng thì mình không được chạy nha, mình đi bộ kiểu từ từ thôi. Mình chạy nó ra lửa. Mình không muốn tắt kỹ năng này đâu, một số trường hợp mình sẽ cần á nên mình sẽ để y nguyên á. Chịu khó vô làng thì mình đi kiểu từ tốn á, đi chậm chậm. Chứ thôi ngồi quay lại lại là cái làng này còn cái nịt á. Còn đúng cái nịt. Ừ cái này cho mình than hả? Ui bác gian làng ngủ cẳng cẳng luôn kìa. À, mấy bác này ngủ gì đâu mà. Ngủ mà trong gương cũng nhiều đồ quá ta, nhiều thức ăn quá ta. Ê nhìn cái gì? Nhìn cái gì cầm kiếm á. Liệu hồn nha. Ê quên quên đừng chạy đừng chạy đừng chạy, đi từ từ đi từ từ. Từ 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 cháu mới nhờ. Bây giờ thì gắn kỹ năng Combustion kia hồi nãy vô tiện thì có tiện thiệt đó, nhưng mà vô làng thì không thấy không tiện nổi rồi. Vô làng là phải đi kiểu chậm chậm chứ không thôi là cháy làng. Còn cái này, cái này mình nhà mình thiếu nè. Sao lúc nào vô làng mình cũng có được những thứ mà cháy cháy cháy. Ê, ê cháy làng cháy làng. Hên quá hên quá. Chạy kịp chạy kịp. Phù thủy phù thủy phù thủy nè. Ngon ngon. Và tiêu diệt phù thủy thì mình cũng có thể kiểu như kiếm được một linh hồn á. Quá là đã luôn. Ripper nè. Cà khịa Ripper. Cà khịa Ripper. Bắn tờ vào mỏ Ripper luôn. Mình dùng kiếm thì mình không có kiểu như là lấy đồ được, nhưng mà mình dùng kỹ năng mình tiêu diệt Ripper thì mình vẫn có thể lấy được đồ ha. Ấy. Và mình lại gặp cái thanh niên kia rồi kìa. Thanh niên cầm kiếm đẹp kìa. Mình phải quyết tâm đánh thanh niên này đến khi nào mà hắn rơi ra cây kiếm của hắn đang cầm trên tay thì thôi. Cay hắn thiệt sự luôn. Mà thôi chắc bây giờ mình sẽ tắt cái kỹ năng Combustion đi. Ủa tắt kỹ năng cái gì? Fire Spring đi. Để mình chạy đến đường ra lửa nữa. Chứ không thôi một xíu mình về nhà mình quên tắt á là cái làng, cái nhà mình nó cháy như cái làng luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ tê liệt tên này trước. Sau đó đánh hắn ha. Bắn tờ nè. Bắn tờ nè. Bắn tờ hắn tiếp. Bắn tờ hắn tiếp. Yes. Hắn vẫn rơi ra ngọc lục bảo thôi à, chứ hắn không có rơi ra cái cây kiếm của hắn. Cay thiệt chứ. Ý đồ của mình là kiếm cây kiếm của hắn cơ. Mà chắc hắn biết được ý đồ mình, hắn không có chịu rơi ra rồi. Thôi kệ sao, có thêm được một linh hồn. Hôm rày thì mình mới farm được có 25 cái linh hồn mà. Ít xịu luôn. Ủa goblin đâu đây vậy? Ê đừng nói là goblin không chỉ sống ở vùng đồng bằng, vùng savanna đâu, mà bây giờ sống cả vùng băng tuyết luôn nè. Có cái cờ hiệu đẹp quá trời nè. Đẹp thì lượm về nhà trang trí cho cái nhà mình liền. Đâu để cái nhà mình thua nhà mấy anh này được. Nhưng mà đồ trong đây thì vẫn là khá là nghèo ha. Toàn là thức ăn thôi à. Không có khoáng sản nhiều, chắc mấy anh này chỉ tối ngày chỉ biết ăn, ngủ dưới chiến đấu thôi. Chứ không có chịu kiểu là đi đào mỏ kiếm khoáng sản các thứ á, nên không có khoáng sản trong đây rồi. Giờ mình mới biết được thông tin này luôn á. Ok. Không biết là bây giờ mình có nên đi tìm thêm Magic Orb không nữa. Cứ đi khám phá một xíu đi ha. Ví dụ mà đen quá thì mình tìm Magic Orb. Chứ biết sao giờ. Tại vì bây giờ cái set đồ của mình á, nó cũng hỏng khá là nhiều rồi. Mình phải gán tìm thật là nhiều Magic Orb để trong tương lai mình còn làm giáp xịn mà mặc nữa. Chứ về sau mà mặc giáp sắt thì sao mà chiến đấu lại mấy cái con quái vật với những cái nhân vật mạnh được. Mình thấy ở dưới này nó có cái nước, nhưng mà đợi mình xíu. Mình lặn từ từ xuống. Vừa lặn vừa để cái con này nó me mình lắm, nó me mình lắm, nó me mình đó. Nó giả bộ không thấy mình thôi chứ nó me mình đó. Tại vì mình thấy ở dưới này nó có một cái Magic Orb nè, cái này màu đỏ ha. Bỏ túi lẹ, bỏ túi lẹ. Nhanh đi con kia nó tới bây giờ. Nước sôi, nước sôi. Xong xong xong, đập 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 đập. Có chớn rồi đó, tại vì mình đứng yên thì mình đập. Hết hồn, tụi đâu nó tới chứ. Làm hết hồn à. Kỳ cục. Tục 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 tục. Sao dưới nước mình đào cái Magic Orb này lâu vậy ta? Đúng lâu luôn. Rồi. Ui nhưng mà có đồ mình đầy mất rồi. Cái con này đi ra đi. Để mình vứt cái gì? À vứt cục đá cuội. Lậm vô. Tới công chuyện liền. Con này đưa cái giò ốc đây. Đưa giò ốc đây.
đập nó luôn. Coi coi khúc này còn cái magic orb nào không. Không có magic orb. Có một cái thôi. Tiếc vậy, tiếc vậy. Còn cái nào bên này không? Không. Ồ, vậy là chỉ coi cho đúng một cái thôi hả? Bên này nó còn có hắc diệm thạch nữa nè. Thường thường mấy cái chỗ sâu sâu như vậy ưa có kim cương lắm. Nhìn thử coi. Lâu lâu khám phá dưới đáy biển một xíu ha. Nè, nó còn nhiều đường quá trời nè. Phải tò mò cho hết cái khe nứt dưới biển này mới được. Nhiều đâu cuối cái con đường này là một đống kim cương thì sao. Rồi. Ủa nè nè nè, không có kim cương nhưng mà có mà chiếc ọt màu xanh cũng ngon lắm. Ê, đây đây có đâu, đây có đâu. Bất bất. Xong, vậy là mình được hai cái magic orb rồi. Ủa, trong này mình thấy còn thêm nữa nè. Này, cho nó dính tờ nhện là nó xác định với mình. Quá đã. Đây là cái con xương. Hơi thở tê liệt. Hãy khắc chế nó liền. Nói chung thì mình lúc nào cũng phải thủ sẵn kỹ năng hơi thở tê liệt để khống chế những cái con quái vật mà có thể làm hại mình ha. Nè, cái này là cái hang. Cái hang chứa magic orb rồi. Vào to, vào to. Chờ mà chơi bắn lén à. Biết bắn lén là xấu lắm không? Bắn lén là xấu lắm đó. Bắn thì bắn trực diện chứ bắn lén là xấu lắm. Rồi. Lây hoay mình được ba cái màu đỏ chứ. Hai cái màu xanh rồi. Trên đầu mình còn cái màu xanh nước biển nữa nè. Để mình tê liệt nó, mình xử nó. Con này nữa, định kiếm gì? Kiếm cái gì? Kiếm cái gì ở đây? Con này ở dưới lần. Ở dưới mà còn cà khịa lên trên. Rồi. Cái này chắc mình phải vứt thêm đồ rồi. Vứt cái bàn chế tạo đi. Bàn chế tạo ghé bèo à. Vứt đi. Lượm cái cục Blue Magic Orb. Yeah. Rồi xử đẹp con này. Và lượm thêm cái màu vàng nữa. Sao cái hang này đúng nhiều những cái con xương luôn á. Tiêu diệt hoài mà không hết nè. Ê? Ôi mình đập. Cái magic orb này cũng sẽ có xác suất mình đập nó bị hư luôn nha, nó mất luôn á. Kiểu hên xui ấy. Tiếc vậy, hồi nãy mình mới đập cái màu vàng mà nó kiểu bị vỡ luôn rồi, nó không có rơi ra. Tiếc thế. Nên nhìn trên đó coi còn cái nào không. Tự nhiên lọt vô cái hang cho mình cái đống magic orb luôn. Hên là mình kiểu tò mò mình đi tới cuối cùng thì mới gặp được á, chứ mình mà kiểu lười á, không đi hết tới cuối hang là bỏ phí mấy cái magic orb này rồi. Rồi qua bên đây thử coi coi nó còn có thêm magic orb không. Wow, cái hang này to đấy. Ui. Con Reaper nó nổ kìa. Mèn đét ơi. Nổ banh xác hai con zombie ở dưới luôn mà. Không thương tiếc luôn. Rồi mình lại đi tới một cái chỗ khe nứt đó hay sao nè. Nó đó. Một cái khe nứt dưới đây biển tiếp. Chắc mình sẽ đi sâu hơn thôi. Ưu tiên mấy cái chỗ mà sâu sâu. Dễ gặp đồ xịn. Đi. Hung dữ hả? Hung dữ hả? Thôi, em xin các anh cho em đi qua đây các men ơi. Đây là chỗ thấp nhất. Ý, có kim cương nữa nè. Được thiệt. Kệ, xương xương, 3 viên kim cương thấy ấm mà 4 viên luôn. 5 viên luôn. Quá đã. Ui, Reaper, đừng. Ê. Chuyên khám phá hàng bất ổn thì chứ. Gặp quái vật tùm lum hả? Đây có thêm kim cương nè. Hai chỗ kim cương cái bên luôn. Quá ngon. Còn thêm không? Nè còn nè. Quặng này được cũng được 5 viên luôn. Như vậy 6 viên, 7 viên. Đã vậy. Một chỗ mà mình tìm được 12 viên kim cương. Đúng kiểu hay nhân phẩm mình lên tới nóc luôn rồi. Vừa được kim cương vừa được magic orb mang về. Chuyến đi này có vẻ rất là bội thu rồi đó.
mình nghĩ nhân phẩm mình đã tới giới hạn của nó rồi, chắc phải đi lên thôi. Nếu không muốn thăm thì thăm á. Mình ưa cái vụ mà kiểu khám phá cho cố vô rồi một hồi bị làm một cái đùng một phát chết đi về luôn á. Nghe còn gặp cái khu mỏ bỏ hoang nữa nè. Rồi lỡ rồi đi thêm xíu nữa nha, dặn lòng là đi thêm một xíu nữa thôi đó. Chứ đi một hồi là mình nghi lắm. Nhân phẩm có hạn mà. Rồi đi qua đây mà không thấy cái xe mỏ chứa rương là đi về nè. Rồi ý trời ơi, không có xe mỏ chứa rương rồi, đi về thôi. Thôi đi về, không có xe mỏ chứa rương thiệt rồi. Dù sao chuyến đi này cũng quá là bội thu đối với mình rồi. Ui. Trên đường trở về nhà thì ui quá giật. Amosaurus. Ui con này nguy hiểm nha. Ui nó đệ tử. Đệ tử ọt, tấn công nó đi. Anh câu rễ nó rồi, anh làm chậm nó rồi. Ui nó hút mình cái nửa cái máu. Mình tê liệt nó cái đó. Ui mình tê liệt xong, tê liệt chúng em, đàn em mình thôi. Không sao, mình có thể tấn công được. Tiễn nó đi, tiễn nó đi thôi. Một cái nữa. Yes, thành công. Ủa nó cho mình vẫy rùa hả? Như cái gì nè, hình như cái vẫy rùa với cái này là cái gì ta? Cái vẫy của nó luôn. Làm được áo giáp, chính giáp hả? Wow. Vậy là sắp tới mình cần phải farm những cái con Amosaurus này rồi, để mình làm áo giáp. Quá ngon luôn. Ủa dưới này còn con nữa. Bây giờ bắt đầu xuất hiện những cái con này để cho mình farm rồi. Quá ngon. Ripper để chỗ cá cưng. Chỗ anh farm. Rồi mình bây giờ mình thử mình cận chiến nó coi mình có hấp thụ được kỹ năng nào từ nó không. Ui nó hút đầu quá. Kìa nó hút đúng đầu luôn. Làm chậm nó lại. Không ổn, nó hút bể cái ủng mình nữa. Cay thiệt. Mình phải tê liệt nó để mình tấn công cho dễ. Tê liệt, tiếp tục. Đừng có cà khịa. Đúng rồi, cà khịa cho chết. Trời, người ta đang đánh nhau mà đi cà khịa. Tê liệt tiếp. Mình sẽ cận chiến coi coi có hấp thụ được cái kỹ năng từ nó không. Có thiệt. Hên là lần này mình rút kinh nghiệm. Mình một con mình dùng kỹ năng để tiêu diệt, một con mình dùng cận chiến để tiêu diệt ha. Và mình hấp thụ được một kỹ năng tên là Body Armor. Giáp toàn thân hả? Armor Everywhere nè. Đã vậy, hình như đây là một kỹ năng thiên về phòng ngự hay sao đó. Mình sẽ tìm coi kỹ năng. Đây, Body Armor nè. Mình sẽ gắn vô thay thế cho kỹ năng bắn tên nhện thử coi. Mình sẽ kích hoạt lên. Ê, hình như nó cho mình giáp nè. Mình không có ủng, mình kích hoạt lên mình được cái ủng liền kìa. Đã thiệt. Thử cái quần coi. Ui, kiểu như mình thiếu giáp chỗ nào là nó sẽ cho mình giáp chỗ đó đấy. Mình thử mình mặc cái quần lại. Ô, mình lấy cái quần ra được luôn nè. Ú, mình giả bộ mình vứt ra đi. Ồ, mình vứt ra không được. Ôi, tiếc á nhờ. Dù mình giờ không có cái áo nè. Nó có cho mình cái áo không? Cho mình áo luôn. Wow, được thiệt. Cái áo nó tới 9 giáp lận. Ngon vậy ta. Vô tình mình học được một kỹ năng cho mình áo giáp luôn. Hấp thụ được kỹ năng này quá là có lợi luôn á. Đã ghê. Và trong tương lai mình sẽ gán farm thật là nhiều những cái con giống như vậy để mình làm ra bộ giáp á. Bộ giáp tên là Scale Mail. Nó cộng tới 9 giáp lận á. Riêng cái áo thôi đã 9 giáp rồi. Quá là VIP luôn. Và ngoài ra thì mình cũng cần phải kích hoạt thêm cái kỹ năng bắn tên nhện để mình đu về nhà cho nhanh chứ. Ui làm gì cà giật giật kia ấy. Tự nhiên cà giật thấy ghê hả. Rồi đi vô nha. Đi ngủ cái đã. Công việc đầu tiên mình đi ngủ. Tại vì ở chốn động không mong quạnh á, mình không ngủ sớm là con Ripper nó ưa mò vô nhà nó nổ lắm. Trong nhà toàn là rơm rạ mà nổ đùng một phát là ra ngoài ngoài trời ở á. Chứ không có ở trong nhà đâu.
Rồi chuyến đi này mình hốt được cả đống kim cương luôn, quá là đã. Và hình như cái áo giáp này á, nó sẽ hư theo thời gian nè. Tiếc vậy, cái áo này nó có hạn thôi, phải áo vĩnh viễn thì ngon ha. Mà thôi kệ đi, nó cho mình giáp này cũng quý à. Rồi cắt mấy thứ lặt vặt vô, cắt vô hết. Và cái số yên cưỡi của mình hôm nay quá là nhiều luôn rồi đó, mình nhặt được cả đống yên cưỡi luôn. Lò luyện kim mình đầy rồi, mình để vô đây luôn đi. Bàn rèn mình chưa có nè, mình sẽ đặt cái bàn rèn ở đây. À không, đặt ở dưới đi, nhìn cho nó đẹp. Lò luyện kim mình cũng không nhiều, dùng nhiều lắm đâu. Cái bông mình đặt ngoài này để trang trí. À quên, cái bông này chỉ trồng trên cái đá ẹn thôi. Mình có một cục nè, hôm bữa đào được cục mang về, vừa khích luôn, mình trồng ngay đây để trang trí cho cái khu vực của mình với mấy anh goblin đẹp hơn ha. Quá đã, quá đã. Còn gì nữa không? Cái này mình đặt ở ngoài. Rồi, và còn một cái banner nữa nè, mình sẽ thay thế đi. Cái banner này để lâu lắm rồi, mình sẽ thay thế cho nó có màu, màu sắc mới mẻ một xíu ha. Đấy, nhìn nổi bật liền. Cái này mình sẽ gắn ở phía bên trong. vừa khích luôn. Còn riêng những cái magic orb này thì mình sẽ vẫn phải nung ra ha. Úp, hết than, hết than. Cho than vô cho nó nung đi. Cho than vô, nung 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 nung. Đó, mình còn rất là nhiều ở đây. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ có thêm thật là nhiều nữa. Tại vì để làm những cái giáp á, thì mình sẽ còn rất rất là nhiều những cái magic steel ingot này nè, thì mới làm được á. Rất là nhiều công thức khác nhau luôn. Và trong đó có cả cây kiếm mà cái thanh niên hôm bữa mà mình muốn chiếm hữu thanh kiếm nè. Nó có kỹ năng đặc biệt á, nhưng mà không biết là kỹ năng gì. Trong tương lai thì mình sẽ làm nó sớm đây ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá bội thu ngày hôm nay, với những kỹ năng hoàn toàn mới như là kháng lửa, hoặc là kỹ năng cho mình nghiêng áo giáp luôn nè. Đó, có thể thay thế giữa ủng và áo ha, anh em tùy thích luôn. Mong rằng mình sẽ sớm có được bộ giáp hoàn chỉnh từ cái con Amosaurus đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye!